Thưa quý chị, hàng chục ngàn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An về quê tự phát trong mấy ngày qua đã khiến các tỉnh miền Tây gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Trước tình hình này, một số tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tạm dừng cho bà con tự ý về quê. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số tỉnh như Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu đã kiến nghị Thủ tướng, tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về việc đề nghị tạm dừng cho người dân tự về quê nhằm để chuẩn bị đủ phương tiện, phương án tổ chức đón người dân trở về an toàn, chu đáo, đồng thời xem xét chỉ đạo các tỉnh thành trong khu vực tăng cường hơn nữa việc kiểm soát người dân tự trở về địa phương. Khoảng một tuần nay, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai cùng lúc về quê, đa số chưa qua xét nghiệm sàng lọc nên tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Điều này tạo ra áp lực lớn và gây khó khăn cho các tỉnh trong vấn đề tiếp đón và tổ chức cách ly tập trung. Đáng chú ý, trong số người dân về quê đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.